Chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay: Dụ ngôn 10 trinh nữ. Bấy giờ nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón Chúa Rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì Chúa Rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chúa Rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì Chúa Rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo Chúa Rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào con người sẽ đến. Chú thích bài đọc. Ba dụ ngôn sau đó nói lên cung cách phải có trong khi chờ đợi Chúa Kitô trở lại. Tỉnh thức và đắc lực. Dụ ngôn thứ nhất về 10 trinh nữ là dụ ngôn hay nhất, nói về lòng trung thủy. Theo tục lệ, đêm đến, các cô đợi chàng rể để đưa vào nhà cô dâu. Chàng rể đến trễ, điều mà lẽ ra không ai phải ngạc nhiên. Cô dâu thì không thấy nói tới. Có lẽ các cô sẽ khám phá ra rằng ngoài họ ra không có cô dâu nào khác. Họ ngủ thiếp đi. Mặt trời lặn rồi thì trời sẩm tối, và không ai có thể làm việc được. Vậy người ta đâu còn chờ đợi họ phải làm một công việc gì, mà là một trái tim trung thủy phải có dầu để giữ ngọn đèn luôn cháy sáng. Ở đây cũng như nhiều chỗ khác, tin mừng cho thấy đâu phải hễ hoán cải và hăng lên lúc ấy là đã xong, còn phải kiên trì nữa. Dự bị sẵn một lượng dầu cho bảo đảm, có nghĩa là vận dụng các phương tiện cho phép mình bền đỗ trong ơn gọi. Có người sẽ nói tác giả Matthew đặt dụ ngôn này ở đây có ý dành cho các Kitô hữu tiên khởi, bởi vì họ đợi Chúa trở lại đã lâu mà vẫn không thấy có gì xảy ra. Sai, Chúa Giêsu nói lời ấy cho các tín hữu mọi thời. Một ngày nào đó, thế nào cũng sẽ cảm thấy kiên trì là cái ách rất nặng. Tôi đâu có biết cam kết như vậy sẽ đưa tôi đến đâu. Chính ở điểm này mới thấy lòng trung kiên là cao cả. Không thể biết trước được. Đưa tay cho Chúa nắm dẫn đi là một bước đánh liều trong cõi vô định. Trừ phi kiên tâm bền chí, không có lối đi nào khác để được cứu, nghĩa là để tìm được chính mình. Đâu phải vì là Kitô hữu mà chúng ta là những người tốt nhất, nhưng Chúa đã chọn chúng ta để giao cho một sứ mạng đặc biệt. Điều người kỳ vọng trên hết ở chúng ta là trung thành và bền chí, hai món hàng quý hiếm trên trần gian. Nhờ đó mà chúng ta chiếu sáng